Denso là hãng lớn nhất ở Nhật Bản và lớn thứ 3 trên thế giới về sản xuất phụ tùng ô tô. Denso có khoảng 60 nhà máy ở khắp các châu lục và cung cấp các sản phẩm của mình hầu hết cho các hãng ô tô trên toàn cầu. Denso liên tục phát triển và đã chế tạo ra các sản phẩm buji sáng tạo kể từ năm 1957 đến nay. Lấy ví dụ năm 1973, chúng tôi đã phát triển buji có rãnh chữ U ưu việt hóa khả năng đánh lửa. Năm 1982 là buji bạch kim tuổi thọ cao và năm 1997 là buji iridi tuổi thọ lớn hơn. Hơn nữa, chúng tôi tiếp tục phát triển và cung cấp nhiều loại buji khác nhau cho các loại xe đua, trong đó có cả xe đua Formula One. Bây giờ, chúng tôi xin được trình bày về cấu tạo và tính năng kỹ thuật của các loại buji Denso. Buji bao gồm 10 phần cơ bản, đó là xứ cách điện, điện cực dương, cực trên, xi gắn thủy tinh, điện trở, lớp vỏ, điện cực âm, vỏ bọc, long đền và vành đệm. Hầu hết các hãng sản xuất buji đều dùng số Ả Rập để đánh số phân biệt tầm nhiệt của buji trên thân xứ cách điện. Sức chịu nhiệt của buji được quyết định bởi khả năng tản nhiệt từ đầu đánh lửa tới phía nắp quy lát động cơ. Sức chịu nhiệt của buji được điều chỉnh bằng cách thay đổi chiều dài của xứ cách điện đầu đánh lửa. Buji có thân xứ cách điện phần đầu đánh lửa dài gọi là buji nóng và xứ cách điện ngắn gọi là buji nguội. Buji nóng có bề mặt lớn để hấp thụ nhiệt vì phần xứ cách nhiệt dài và nhiệt độ của xứ cách điện sẽ tăng lên do đường thoát dài. Ngược lại, buji nguội có bề mặt thu nhiệt nhỏ và nhiệt độ của xứ cách điện giảm xuống do đường thoát ngắn. Tầm nhiệt của buji Denso được đánh số từ 9 đến 37. Số càng nhỏ thì buji càng nóng và ngược lại, số càng lớn thì buji sẽ càng nguội. Buji dùng cho xe ô tô con thường là 16 đến 20 và cho động cơ xe đua thường là 27 hoặc cao hơn nữa. Điều đáng lưu ý là các hãng sản xuất buji của Mỹ và châu Âu lại có hệ thống đánh số tầm nhiệt ngược với nhau. Buji Denso có những đặc điểm chính sau đây. Xứ cách điện bằng bột nhôm nguyên chất cao cấp thứ hạng thế giới có tính năng dẫn nhiệt rất tốt. Thiết kế 5 rãnh có thể hoàn toàn ngăn chặn được việc đánh lửa qua thân buji. Ma tít bằng đồng thủy tinh có tác dụng chống rò rỉ khí cháy và tạo khả năng dẫn nhiệt cao. Điện trở carbon làm giảm nhiễu radio. Điện cực dương với lõi đồng giúp cho việc dẫn nhiệt trở nên tuyệt hảo. Điện cực âm có rãnh chữ U là công nghệ duy nhất chỉ có ở buji Denso. Rãnh chữ U làm cho quá trình đánh lửa của buji được hoàn hảo. Các hãng sản xuất ô tô của Nhật Bản như Toyota, Honda, Mitsubishi hay Mazda và các công ty khác của Mỹ như General Motors đều lắp các loại buji Denso sáng tạo này như sản phẩm theo xe chính hiệu của hãng. Bây giờ, chúng tôi xin được giới thiệu về các loại buji của Denso. Trước hết, phải kể đến thiết kế đa dạng đầu đánh lửa của buji. Thiết kế này có liên quan chặt chẽ tới đặc tính và công suất của động cơ. Buji có đầu xứ cách điện không nhô ra, được sử dụng chủ yếu cho xe máy và xe động cơ hai thì. Thông thường, xứ cách điện tụt vào trong phần vỏ để tránh muội dính vào thân xứ. Tiếp theo, chúng ta xem loại buji có đầu xứ nhô ra. Nhiều ô tô con trên thế giới sử dụng loại buji này do thiết kế thân xứ nhô ra khỏi vỏ 1,5mm. Và bây giờ chúng ta xem tiếp đến buji có thiết kế nhô nhiều, thân xứ nhô hẳn ra ngoài vỏ 2,5mm. Loại buji này được lắp cho các loại xe của Toyota. Vì thiết kế nhô ra khỏi vỏ nên khi lái xe ở tốc độ chậm, nó dễ dàng bị đốt nóng. Khi lái xe ở tốc độ cao, nó nguội rất nhanh do hỗn hợp khí nhiên liệu được đưa vào nhiều, thuận tiện khi chạy xe ở các điều kiện khác. Điều này liên quan đến điện cực dài của buji với điện cực dương kéo dài ra ngoài. Sự phóng điện tích tụ sâu bên trong khoang đốt gây nên truyền lửa nhanh chóng. Do vậy, chỉ cần lượng hỗn hợp khí nhiên liệu nghèo có thể bị đốt cháy. Điều này rất quan trọng để các bạn lưu tâm là nếu không dùng đúng loại buji theo quy định thì hậu quả sẽ làm hư hại động cơ. Bây giờ, chúng ta hãy xem hiệu suất hoạt động của các loại buji Denso. Duy nhất chỉ có loại buji Denso được sắp xếp như sau. Buji rãnh chữ U, buji bạch kim tuổi thọ cao,
buji iridi tuổi thọ cao. Ngoài ra, Denso còn có các loại buji hiệu suất cao dành cho thị trường sau bán hàng, bao gồm buji iridi power có điện cực bằng iridi với đường kính điện cực dương nhỏ nhất thế giới chỉ 0,4 mm, buji iridi turk là sự kết hợp giữa điện cực bằng iridi đường kính nhỏ 0,4 mm và điện cực âm bằng bạch kim. Buji bạch kim ZU có điện cực bằng bạch kim với đường kính là 0,7 mm. Trước hết, chúng tôi xin trình bày về buji rãnh chữ U do các tiêu chuẩn kiểm soát chất thải trên toàn cầu. Ngày nay, các động cơ sử dụng hỗn hợp khí nhiên liệu ít nên việc tạo ra một buji có khả năng đánh lửa tốt hơn là cần thiết. Để nâng cao khả năng đánh lửa thì cần tăng khe hở của buji hoặc giảm đường kính của điện cực dương bằng hợp kim quý. Tuy nhiên, khe hở tăng đòi hỏi điện áp lớn và việc sử dụng kim loại quý vào chế tạo sẽ làm tăng giá thành của buji. Thế nhưng, buji rãnh chữ U của Denso không những giải quyết được những thiếu sót này mà còn có khả năng đánh lửa vượt trội. Ở đây, chúng tôi sẽ so sánh quá trình phát triển tâm lửa của một buji thường và buji rãnh chữ U của Denso. Đối với buji thường, tâm lửa được tạo ra do phóng điện tăng dần và lắp đầy khe hở giữa điện cực dương và điện cực âm. Nhiệt độ của điện cực thấp hơn so với tâm lửa, vì vậy nó sẽ hấp thụ nhiệt và ngăn sự gia tăng của nhiệt. Điều này có liên quan tới hiệu ứng dập lửa của điện cực. Tuy nhiên, trên buji rãnh chữ U, chúng ta nhận thấy rằng phần phóng điện có rãnh chữ U của điện cực âm có tác dụng làm giảm hiệu ứng dập lửa do điện cực gây ra và thúc đẩy phát triển tâm lửa, tạo ra sự đốt cháy tương đối hoàn hảo. Với lý do này, buji rãnh chữ U còn giúp cho khí thải sạch hơn và tiết kiệm nhiên liệu hơn. Bây giờ, chúng ta hãy xem tiếp đến buji bạch kim tuổi thọ cao, loại buji được sáng chế và phát triển đầu tiên bởi Denso. Xu hướng xe hơi đời mới ngày nay cho thấy, các hãng sản xuất ô tô đang nhấn mạnh vào yếu tố không thay thế của phụ tùng. Một sự đảm bảo cho buji chạy được 100.000 km là minh chứng cho tuyên bố trên. Để bắt kịp xu hướng này, Denso đã sáng tạo ra mảnh hợp kim mỏng bằng bạch kim đặc biệt, chống được oxy hóa và chống ăn mòn điện hóa cao. Miếng hợp kim này được hàn vào đầu điện cực dương và phần phóng điện của điện cực âm ở phía đối diện của đầu điện cực dương. Kết quả là sự phóng điện giữa các miếng bạch kim ổn định. Qua thiết kế này, chúng tôi đã nhận ra rằng độ bền của buji lên đến 100.000 km. Ở đây, chúng ta có sự so sánh giữa độ bền của buji thường và buji bạch kim của Denso. Như các bạn thấy, sự ăn mòn của buji bạch kim ít hơn nhiều theo thời gian. Buji bạch kim của Denso được sử dụng lần đầu tiên cho kiểu xe mới nhất của Toyota vào năm 1982. Sau 20 năm và đến nay, các nhà sản xuất động cơ lớn trên thế giới đã coi buji bạch kim như một sản phẩm tiêu chuẩn.